Cả nhà ơi, mùi trái cây, không ngờ mẹ lại biết hát hay như vậy nha cả nhà. Và sau đây mẹ mùi trái cây hát tặng con gái một bài trước lúc chuẩn bị chia tay đi Sài Gòn. Mẹ của mùi trái cây hát rất là hay. Giờ thì mời cả nhà cùng thưởng thức giọng ca của mẹ. Mẹ hát. Hát tặng bà đây hả? Hát bài đồng ca thôi, bài nào cũng được. Hát tặng bà, tặng con gái thì bà nữa kìa. Hát đi mẹ, mẹ hát bài gì nhỉ? Hát. Hay là bài thơ gì nhỉ? Hát tặng bà đi. Hát bây giờ là gọi là thơ. Hát đoạn mà thương thiếu không chăng sao lòng tôi đấy, nhớ hay. tôi hôm nào đi chiến đấu việc gặp người anh tăng cao qua 9 năm gian lao đời vui tiếng hát câu hò hát hay thế. Tôi vẫn nhớ lời quen với tam bang xóm quê tôi bên bờ sông Hồng đò xưa về bến cũ khắp thôn trăng đang mà tung bừng ngô nước cũng khắp cánh đồng đến nay mang xây thành nông trường đời vui lên thôi thôi cay thế nhỉ. Mời anh đến thăm quê tôi đồng xanh bát ngát trên trời ngồi được bao cô gái người anh chẳng xa xóm quê tôi bên bờ sông Hồng đò chưa về bến cũ khắp thôn trong đang mơ tưng bừng nô nước khắp cánh đồng đến nay mai xây thành nông trường đời vui lên khơi khơi. Oh, hay quá trời luôn. Ủa, thấy vậy hả? Hay quá trời luôn. Hay hết rồi, ngang rồi. Vỗ tay. Hay quá, hay quá. Hay quá, hay quá. Rồi, tất cả. Tất cả. Tất cả, tất cả. Hát bài nữa cho. Bài nữa tặng luôn này. Bài này hát rồi, hát hoài. À. Rồi, tiếp tục chương trình. Em là con gái đồng quê. Bài này hay á, là con gái đồng quê. Cô ơi đi về khóc bơm nước làm ngọt. Em về chưa với A Trang thằng lòng giúp đỡ thôi đưa lại người nhiều thương anh nắng sớm mưa chiều gọi là đóng góp hơi chi nhiều thương anh lắm lắm anh ơi góp gì em được hóa ra đời chiến người trường để em làm nữ chiến trường còn anh banh giặc đầy đường không nơi nhau thế là hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Tuyệt vời không mặt trời. Lúc này chia tay kỷ niệm như này mới là tốt, này mới là vui đấy. Chia tay nhưng mà vẫn hôm nay là vẫn đi về. Không, mà clip nào có mẹ cũng hot nha. Nhỏ này mình ít quay clip nhỉ. Nếu không tâm làm nước bây giờ mẹ con mình ít quay clip. Bận nay làm một miếng này, nay làm nước giấc này, uống cà phê, ăn xôi gấc nè, ăn xôi gấc nè, ăn trái cây nè, đi du lịch lắm, lúc nhỏ lắm đi mẹ, ăn quả na đây nè, mẹ ơi, ăn nước ra biển đi chứ còn gì, ăn quả na đây xong rồi làm nước nữa nè, về làm nước,
Hôm nào về hả? Từng cây nhớ hết rồi. Không nhớ hết thì nhớ được đoạn. Tiếp tục chương trình. Hello. Tiếp tục chương trình quê tôi người miền Nam có rừng giữa biếc xanh, có dòng sông uốn quanh. Quê tôi vừa tàn khô 9 năm lòng căm thù, quyết không ngừng đấu tranh. Khi nghe hòa bình vui tiếng chim về hát ca, quê tôi bừng tươi sáng trên sông vui bóng thuyền, lúa vàng thêm luống cày gió đưa câu hò vang. Nhưng sau ngày miền Nam dưới quyền của đối phương, đâu còn vang tiếng ca tay quân thù đẫm máu, xóm thôn đều âm thầm đấu tranh lòng vững tin. Nhân dân nguyện đồng tâm rất căm lòng vững tin, tương lai rồi thống nhất Bắc Nam chung bóng cờ, kết đoàn quanh Bác Hồ thiết tha muôn lời ca. Ô mẹ mày có cái bài cái gì bài gì của Thu Hiền đấy, mẹ hát cái bài đấy hay nhớ. Dạ đây. Mày nộp à? Đâu rồi? Nộp cho tao. Hay đấy, hay đấy. Chêu mẹ nào cần chứ? Nào, nào ông chuyến đi chơi nha, mẹ nào ông chuyến đi chơi nha. Tao cho đi thì tự tao tao phải nghĩ mà. Mà cả nhà uống cà phê nè, tặng chia tay quê hương nè, cả nhà ơi. Tao cho đi được cho mục đích là tao chỉ có để cho chúng mày biết được những cái lịch sử từ lúc tao còn bé đấy. Mà tao khổ vậy đấy. Mà tao khổ như vậy đấy. Bây giờ giờ cho tao được được đến cái mức độ này rồi mà tao mới cần sống. Có ai bảo bà là bé này mình đẻ cô con gái to này không? Những giống bố, ai bảo tao cũng bảo nó giống bố. Cả nhà yêu thương, nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho Mùa Trái Cây nhé. Và nhớ nhấn chuông thông báo để nhận được video mới nhất từ Mùa Trái Cây ạ. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.